Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình chuyển đổi số thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên đã từng bước hoàn thiện dữ liệu, củng cố, kiện toàn nền tảng cơ sở vật chất và công nghệ thông tin, tích cực triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong các lĩnh vực nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đến nay, tất cả các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 cho toàn bộ thủ tục hành chính, tích hợp cung cấp 15 trên 25 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, triển khai ứng dụng VSSID trên các thiết bị di động thay thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy, thực hiện mọi giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội. Hiện tại đã có trên 370.000 người đăng nhập và sử dụng phần mềm này, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình đi khám chữa bệnh và theo dõi việc đóng nộp chế độ bảo hiểm xã hội của mình, của các cơ quan sử dụng lao động. Thì mình cũng có cài cái ứng dụng số của bảo hiểm xã hội, thì mình thấy rất tiện ích. Như thời gian vừa qua mình có đi nằm viện và sinh cháu, như trước đây thì mình phải mang thẻ bảo hiểm y tế giấy, nhưng bây giờ thì mình không cần phải mang bảo hiểm y tế giấy nữa, mình sử dụng luôn trên điện thoại, rất thuận tiện. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng cung cấp kênh thanh toán thu nộp chi trả điện tử trực tuyến qua Internet giữa đơn vị, người tham gia và cơ quan bảo hiểm xã hội thông qua giao dịch điện tử với các ngân hàng. Năm 2021, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp nhận và giải quyết gần 1.400.000 hồ sơ, thì có tới 70% thông qua giao dịch điện tử. Công tác chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người tham gia đều được đảm bảo kịp thời, an toàn, đúng theo quy định.